Xin chào mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu xích đu Phượng Hoàng Tết màu nâu bên mình cho các bạn xem nhá. Xích đu thì các bạn có thể mua rời nhá, một xích đu này, có thể hoặc mua combo một ban công một bán như hình nhá. Đây. Mình sẽ quay gần cho các bạn xem này, chất liệu Phượng Hoàng Tết cao cấp này, kiểu dáng rất chi là sang trọng nhá. Khung của nó là sắt sơn tĩnh điện này các bạn. Đệm thì các bạn có thể chọn màu đệm theo yêu cầu nhé các bạn. Bàn đã có kính đầy đủ này. Thế này. Thôi mình quay qua một đoạn vậy thôi. Các bạn cần hỗ trợ gì cứ inbox cho shop để được tư vấn kỹ hơn nhé. Mình cảm ơn các bạn nha.